Chào mọi người, đây là Đạt Trần Ebank. Đạt Trần đã mua tạ 10kg để giúp hai cánh tay khỏe hơn. Đạt Trần mua tạ 10kg này trên Shopee với giá 88.500 đồng. Mục đích là Đạt Trần có thể vừa chống đẩy, vừa giải Rubik một tay. Vì Đạt Trần mong muốn được biểu diễn các tiết mục Rubik trong trường Mạc Đĩnh Chi. Các tiết mục biểu diễn gồm giải Rubik khổng lồ, Rubik bịt mắt và vừa chống đẩy vừa giải Rubik một tay. Đạt Trần tiến hành unbox sản phẩm, tháo tem siêu. Đây là hình ảnh tạ 7kg so với tạ 10kg. Đạt Trần vận mạnh chắc ra để gỡ bỏ phong ấn trên tạ 10kg. Đạt Trần khởi động cơ thể trước khi tập gym để tránh gặp mấy anh da đen khiên hòm. Đạt Trần tập nâng 2 tạ 3kg để thích nghi với cường độ luyện tập. Đạt Trần tập nâng 2 tạ 5kg. Sau đó Đạt Trần chuyển sang đồ chơi khác, đồ chơi tiếp theo nặng 7kg. Đạt Trần tuyên bố game là dễ, tạ 7kg không có tuổi. 10 thí sinh kế tiếp. Tiếp theo là đồ chơi 10kg dành cho bé khỏe bé Châu. Vừa nhấc tạ 10kg lên, Đạt Trần cảm thấy có điều chẳng lành vì nó nặng hơn Đạt Trần tưởng. Đạt Trần ăn lon luôn. Ngay lập tức, vì độ đẹp trai của Đạt Trần Ebank cao nên Đạt Trần được bút sức mạnh. Đạt Trần tăng cường oxy lên não và cơ bắp, hít một hơi rồi một cái. Hai cái. Đạt Trần chuyển sang tay trái. Còn thở là còn nâng. Nhưng chỉ nâng được một cái vì Đạt Trần đã nghe tiếng nhạc của mấy anh da đen khiêng hòm. Đạt Trần mỉm cười vì đã nâng được 3 lần. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.